Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Năm 2016, Việt Nam sẽ bước vào phát triển hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu, cạnh tranh bình đẳng với các doanh nghiệp trong khu vực và trên thế giới. Nhân ngày đầu xuân năm mới 2016, phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc có cuộc trao đổi với ông Đường Trọng Khang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về những cơ hội và thách thức của doanh nghiệp Vĩnh Phúc trong năm 2016. Xin cảm ơn ông đã tham gia trao đổi với chúng tôi. Xin ông cho biết, với việc Việt Nam gia nhập các hiệp định thương mại thế giới, thì những doanh nghiệp Vĩnh Phúc sẽ gặp phải những khó khăn và thách thức như thế nào, đặc biệt là trong năm 2016? Thì hội nhập kinh tế thế giới là một chủ trương rất lớn và đúng đắn của Đảng và Chính phủ chúng ta. Bởi vì là cái xu thế hội nhập là xu thế của toàn cầu. Mà đất nước chúng ta muốn phát triển kinh tế tốt thì phải hội nhập. Không còn cách nào khác là phải hội nhập. Nếu chúng ta không hội nhập thì chúng ta sẽ tụt hậu. Thì bên cạnh cái việc hội nhập là trong những năm 2015 và những năm vừa rồi chúng ta đã ký một số các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Và đã ký về cái cộng đồng kinh tế ASEAN. Thì những cái việc làm này đã sẽ tạo cho các doanh nghiệp những cơ hội rất là nhiều. Nhưng bên cạnh những cơ hội đó thì những thách thức cũng không phải là nhỏ. Mà chủ yếu là về thách thức về công nghệ, về năng lực quản trị, về vốn, về điều hành quản lý doanh nghiệp, hạ giá thành sản phẩm. Đó là những cái thách thức rất là lớn đối với doanh nghiệp. Mà nếu như các doanh nghiệp hóa giải được những cái này, biến khó khăn thách thức thành thuận lợi thì lúc đó doanh nghiệp mới có thể phát triển. 97% doanh nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vậy thì những cái doanh nghiệp này cần phải làm gì khi mà gia nhập các hiệp định thương mại thế giới thưa ông? Trước những cơ hội và thách thức trong cái thời kỳ hội nhập này thì cơ hội thì nó đến rất là nhiều. Cơ hội đến rất là nhiều. Cũng như là thuế suất trong những năm tới sẽ đến năm 2018. Hầu hết các mặt hàng sản xuất là thuế suất nhập khẩu là bằng không. Nếu chúng ta tận dụng được những cái lĩnh vực này thì những cái đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu sẽ tận dụng rất là tốt. Nhưng bên cạnh đó những đơn vị mà phải nhập khẩu thì cũng sẽ phải đối mặt với những khó khăn. Một số các lĩnh vực khó khăn mà chúng ta thấy trong các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp Vĩnh Phúc là tới 97% như các ông chỉ biết là doanh nghiệp nhỏ vừa. Nên là những cái doanh nghiệp mà có cái công nghệ rất là thấp rồi thì trình độ quản lý rất là thấp. Muốn khắc phục được những cái tồn tại của chính các doanh nghiệp nhỏ vừa hiện nay thì thứ nhất là chúng ta phải đổi mới công nghệ, nâng cao cái công nghệ của mình trở thành những công nghệ tiên tiến hiện đại, ngang kịp với các nước trong khu vực, trong cộng đồng kinh tế ASEAN. Cái thứ hai là chúng ta phải đổi mới cái quản trị doanh nghiệp, là nâng cao cái quản trị doanh nghiệp của mình nó bằng các nước trong khu vực. Hai nữa là cái nguồn vốn của mình, thế rồi là cái nguồn nhân lực của mình cũng phải làm thế nào cho nó tốt. Đặc biệt là chúng ta phải tận dụng lại tất cả những cơ hội mà chúng ta sẽ có, và đồng thời chúng ta phải tự sắp xếp lại chính doanh nghiệp của mình, và các doanh nghiệp phải tự liên doanh liên kết với nhau để vượt qua khó khăn. Làm thế nào mà chúng ta không những thắng lợi trong cái khu vực của mình, đất nước của mình, nhưng đồng thời chúng ta phải vươn ra để cạnh tranh cùng với các cái doanh nghiệp trong khu vực và thế giới. Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh sẽ có những cái hoạt động như thế nào để hỗ trợ doanh nghiệp trong năm 2016? Tất cả những khó khăn vướng mắc, những thách thức mà các cái doanh nghiệp đang vướng mắc thì chúng tôi khảo sát tận nơi, sau đó về tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để các sở ban ngành của chính quyền địa phương, các ông chí nắm được để có những cái nghiên cứu tạo ra những cơ chế chính sách tốt để giúp đỡ doanh nghiệp. Thì một mặt để là cái cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp thì là cái chức năng chính của Hiệp hội Doanh nghiệp chúng tôi. Thì chúng tôi phổ biến tuyên truyền các cơ chế chính sách như các luật, các nghị định, các thông tư, các văn bản, những cái thủ tục cải cách thủ tục hành chính nhà nước. Trong những năm 2016 này chúng tôi sẽ tiếp tục mở khoảng độ 40 đến 50 lớp nữa, là bằng mọi cách là cái nào các cái doanh nghiệp họ sẽ tiếp cận được với những vấn đề mà doanh nghiệp mà xã hội đang đòi hỏi. Có như vậy, có doanh nghiệp mà có nắm vững được các cái cơ chế chính sách, có nắm vững được các cái nội dung về hội nhập thì lúc đó doanh nghiệp mới có thể tạo dựng được những cơ hội cho mình. Vâng, xin cảm ơn ông. Ngày 12 tháng 2, thời tiết tiếp tục nắng nóng, ảnh hưởng đến việc sinh trưởng và phát triển của cây mạ. Để cây mạ phát triển bình thường, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh tiếp tục hướng dẫn bà con về cách chăm sóc cây mạ. Tại một số nơi, mặc dù thời tiết nắng nóng, song ở nhiều luống mạ,
bà con nông dân vẫn không mở ni lông ở hai đầu luống mạ, gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây mạ. Qua đi kiểm tra các cái khu gieo mạ của bà con nông dân thì chúng tôi thấy ở các cái luống mạ mà bà con nông dân thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tức là ban ngày thì khi trời nắng thì mở ni lông ở hai đầu luống để cho cây mạ sinh trưởng phát triển bình thường, thì chúng tôi thấy là cây mạ rất là khỏe. Còn ở các cái luống mạ mà bà con nông dân không thực hiện theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và không mở ni lông vào ban ngày khi trời nắng, thì khi mà chúng tôi mở ra thì thấy nhiệt độ bên trong rất là cao và nóng hầm hập, đã có cái hiện tượng là cây mạ ở các cái diềm ni lông là đã bị nẫu, và như vậy là sẽ ảnh hưởng đến cái sinh trưởng phát triển sau này của cây lúa. Ngày mai trời tiếp tục nắng, nhiệt độ có thể lên tới 30 độ C, đề nghị bà con nông dân thực hiện đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, ban ngày thì mở ni lông ở hai đầu luống mạ để cho cây mạ sinh trưởng phát triển bình thường, và ban chiều tối thì bà con nông dân đại ni lông để giữ ấm cho mạ và chống chuột phá hại. Trong những ngày tới, dự báo thời tiết có sự thay đổi thất thường, do đó để đảm bảo cho cây mạ phát triển và sinh trưởng tốt, bà con nông dân cần tuân thủ đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, qua đó đảm bảo năng suất mùa vụ. Từ bao đời nay, lễ hội đã trở thành một trong những nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Mỗi độ xuân về, bỏ lại đằng sau những lo toan vất vả của một năm lao động miệt mài, người người lại nô nức chảy hội với tấm lòng hướng về tổ tiên, tưởng nhớ các bậc hiền tài có công với quê hương đất nước, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau một năm đón bằng di tích văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, cán bộ nhân dân thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên đã ra sức bảo tồn và lưu giữ lại nét độc đáo của lễ hội kéo song. Bên cạnh trò chơi truyền thống, nhiều lễ hội còn có phần hội rất độc đáo, thu hút rất nhiều người dân trong và ngoài địa phương tham gia, như hội Đình Làng Vân Ổ, xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường. Sau phần lễ trang nghiêm và phần hội với nhiều trò chơi dân gian truyền thống, nhân dân địa phương còn tổ chức giao lưu hát chèo trên thuyền rồng giữa các đoàn hát chèo ở các địa phương lân cận, tạo ra không khí hết sức vui tươi. Đến ngày đầu xuân năm mới đấy, thì chúng tôi có tổ chức những các cái văn hóa văn nghệ cũng như là hát chèo quan họ, hay hoặc là ca múa nhạc, để nhằm mục đích là để cho nhân dân thư giãn trong cả một năm lao động và học tập. Trong đó thì chúng tôi có mời các xã bạn thế và các đoàn lân cận thì đến để mà giao lưu, cùng giao lưu ở địa phương này. Chúng tôi là ở xã Lý Nhân, được lời mời của ban tổ chức ở đây vào đây tham gia lễ hội, thì được chương trình hát du thuyền, thì là trên hát trên thuyền là một cái trào lưu văn hóa của làng xã Vân Xuân ở đây, thì là rất là phấn khởi và tự hào. Thì chúng tôi muốn là mỗi năm có một cái chương trình như thế này, thì chúng tôi muốn là nâng cao cái chương trình văn hóa lên để cho là phong trào văn hóa văn nghệ ở đây nó lên cao. Lễ hội là một yếu tố rất quan trọng và cần thiết mỗi độ Tết đến xuân về, thể hiện tinh thần lạc quan hướng về cội nguồn của dân tộc. Mỗi lễ hội là một bằng chứng lịch sử, văn hóa, qua đó tạo nên bức tranh văn hóa tổng thể hài hòa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Về xã Đức Bắc, huyện Sông Lô, những ngày đầu xuân năm mới, người mê âm nhạc dân gian sẽ được nghe làn điệu trống quân trong trẻo, nhộn nhịp, mang lại sắc xuân tươi vui ấm áp. Đây là một nét sinh hoạt văn hóa đã có từ lâu đời và gắn bó với người dân ở đây như một di sản được truyền từ đời này sang đời khác. Dân ca trống quân Đức Bắc được mai rũa chắt lọc qua nhiều thế kỷ và có giá trị nghệ thuật rất lớn, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa truyền thống của dân tộc. Theo các cụ cao tuổi ở trong làng thì hát trống quân Đức Bắc có từ rất lâu, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Hát trống quân được hình thành từ tích truyện của hai làng ven sông là làng Kẻ Lép xưa, tức là làng Đức Bác ngày nay, và làng Phù Ninh thuộc tỉnh Phú Thọ. Cứ vào những ngày đầu xuân, khi làng mở tiệc, trai làng Đức Bác lại mời đào bên kia sông sang hát trống quân, điệu hát giao duyên giữa đôi trai gái của hai làng, với mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Đức Bác chúng tôi có cái làn điệu trống quân từ xa xưa lắm, các cụ của chúng tôi và cha ông chúng tôi đã nói là nó từ xa xưa, vì đã có hai người đã bị chết trôi ở cái vệt sông, cho nên là Đức Bác chúng tôi đã vớt hai cô con gái đó mang về chôn cất, sau thì sẽ lập miếu thờ, và từ đấy thì dân sẽ lập miếu thờ thì dân cầu cho
dân Đức Bác để mà có mưa thuận gió hòa, cầu cho an vui mạnh khỏe. Do đó đã kết nghĩa cùng với Phù Ninh thì chúng tôi mới đặt ra cái tiệc tháng 2 là cái ngày giỗ của các cô con gái đó, thì dân chúng tôi mở ra tiệc để cầu cho dân mưa thuận gió hòa, cầu cho hai dân. Thế thì chúng tôi mới đặt ra cái là hát chống quân, có nghĩa là mời đào bên Phù Ninh về bên này, trước hết là làm lễ để cầu cho hai cô nương và cầu cho dân an quốc thái. Trải qua bao biến động của lịch sử, loại hình sinh hoạt dân gian này đến nay vẫn tồn tại với những nét khác biệt, thể hiện sự tinh tế và tính bản địa đặc sắc. Hát chống quân ở Đức Bác hiện có 3 làn điệu đặc trưng là hát đón đào, hát mò cá và hát đúng, được trình diễn bằng một lối hát tự nhiên, không sử dụng kỹ thuật âm thanh phức tạp. Điều đó khiến cho giai điệu trong hát chống quân Đức Bác giữ được dáng vẻ dân dã, quyến rũ, chứa chan tình cảm nhưng cũng rất dí dỏm và tươi trẻ. Ngay từ sáng sớm, trong không khí nhộn nhịp của lễ hội khai xuân cầu đinh, từng đôi, từng tốp các trai làng và cô đào của phường Xoan vừa đi vừa gõ trống làm nhịp để hát chống quân. Anh trai làng cầm đôi rủi trống, đối mặt với cô đào đeo chiếc trống trước ngực, bước lui từng bước. Cứ như vậy, họ cùng nhau hát đôi đáp suốt từ bờ sông đến sân đình. Buổi hát kéo dài từ trưa đến tối, với một quang cảnh thật sinh động và hấp dẫn. Cứ thế, người hát đi, kẻ đáp lại, lời ca mộc mạc, tình ý mặn nồng đắm đuối. Tình yêu và niềm đam mê với những giá trị văn hóa phi vật thể của cha ông để lại, các thế hệ con em trong xã đã đến học hỏi các nghệ nhân cao tuổi trong làng và thành lập nên các câu lạc bộ hát chống quân. Từ một câu lạc bộ được thành lập thì đến nay xã Đức Bác đã có 4 câu lạc bộ hát chống quân. Các câu lạc bộ hát chống quân ngày càng thu hút đông đảo các hội viên tham gia và có sức lan tỏa mạnh mẽ đến các lứa tuổi. Trước kia các bà rủ tôi đi, nhưng sau khi xem thì tôi thấy một hôm, hai hôm thì tôi thấy hay mà thì bắt đầu là tôi đi hát cùng các bà. Khi bắt đầu đi hát cùng các bà thì đâm ra nó như là nhiễm vào máu, không bỏ được nữa. Chống quân Đức Bác có thể tồn tại đến ngày nay là có sự đóng góp to lớn trong việc truyền dạy của các nghệ nhân cao tuổi trong xã. Mặc dù năm nay đã 98 tuổi, nhưng cụ Nguyễn Văn Phấn ở thôn Giáp Thượng, xã Đức Bác vẫn rất tâm huyết trong việc gìn giữ các làn điệu hát chống quân của quê hương. Hiện cụ là một trong những nghệ nhân cao tuổi nhất ở địa phương, còn truyền dạy các điệu hát chống quân cho các thế hệ con cháu trong xã. Dù đôi mắt không còn tinh, tai không còn thính nữa, nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Phấn vẫn ý thức được rằng việc truyền dạy lại những gì cụ biết và nhớ về chống quân là việc làm có ý nghĩa để gìn giữ bản sắc riêng của quê hương mình. Mà tôi mong rằng duy trì cho con cháu, cháu chắc mãi về sau giữ được cái truyền thống hát chống quân để cho Đảng, Nhà nước được siêu tầm lấy đem đi để mà cho các nước thế giới được xem. Làn điệu giao duyên của chống quân Đức Bác những ngày đầu xuân đã thể hiện sức sống mãnh liệt, là phương tiện để những đôi trai gái trao gửi tình cảm cho nhau và cầu mong những điều tốt đẹp đến với gia đình, xóm làng, mong cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu, làm ăn phát đạt, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong một mùa xuân mới. Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ cùng những cách làm hay sáng tạo của các cấp chính quyền và nhân dân trên địa bàn, đến nay huyện Bình Xuyên đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Huyện Bình Xuyên hiện có 8 trên 10 xã cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Diện mạo nông thôn trên địa bàn ngày càng khởi sắc. 100% số xã đã được quy hoạch và quản lý xây dựng theo quy hoạch nông thôn mới. Trên 90% đường giao thông liên xã, liên thôn, giao thông nội đồng được cứng hóa. Công tác bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đã có chuyển biến tích cực. Sự nghiệp văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn huyện có 92% số hộ đạt gia đình văn hóa, 97% thôn làng đạt làng văn hóa. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 92,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 27 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện nâng cao. Nhân dân, bà con địa phương cũng rất phấn khởi, tập trung sức lực cùng với toàn đảng, bộ và nhân dân trong xã cũng rất tin tưởng và đã thực hiện thành công chuyển biến rõ rệt về trên các cái lĩnh vực, nhất là việc về tình hình phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và
cái việc tức là bảo đảm về đường làng ngõ xóm đã bê tông hóa hầu như 100%. Chúng tôi cảm nhận đến giờ phút này thì đã có nhiều cái đổi thay. Cái thứ nhất là diện mạo về nông thôn, thì coi như về đường, trường, trạm coi đã có một cái đột biến, thay đổi đột biến. Nhân dân hiện nay là cũng là rất là phấn khởi đấy, và cũng là tin tưởng vào cái đường lối mà lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đấy, để đưa nông thôn ngày càng đi lên. Mục tiêu chủ yếu của chương trình xây dựng nông thôn mới là nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn. Vì vậy, huyện Bình Xuyên xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là điều kiện để huyện tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo huyện Bình Xuyên tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Thứ hai là chú trọng quan tâm đến phát triển kinh tế trong các tầng lớp nhân dân để nâng cao cái thu nhập cho người dân. Thứ hai là giữ gìn và phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn. Thứ ba là tăng cường củng cố công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh để thực sự là công tác phục vụ nhân dân và vì nhân dân. Một mùa xuân mới lại về, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bình Xuyên quyết tâm phát huy hiệu quả bền vững 19 tiêu chí nông thôn mới, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nông dân, nông thôn, xây dựng quê hương Bình Xuyên ngày càng giàu đẹp.